Ngày hôm qua mình có nghi ngờ là cái máy lọc nước này nó bị hỏng, bị lỗi. Hôm nay mình sẽ test nha. Từ sáng giờ mình sẽ không lấy nước nha. Và trạng thái hoạt động hiện tại đang tốt. Đây mình sẽ lấy nước xem là nó có bị lỗi không. Đây là chế độ lấy nhiều nước nha. Thông thường lấy nhiều nước thì nó sẽ chảy được khá là nhiều. Mình để xem nó có bị lỗi không. Thế để từ sáng đến giờ rồi. Sáng nay có lấy nước rồi, bây giờ lấy lại xem có bị lỗi không nha. Ok, như này là con không lỗi nha. Đã ai trải nghiệm máy này chưa? Đây là hết nước. Nó chưa vào kịp mà. Chắc mỗi lần nó chỉ được từng đây rồi sao ấy. Nhưng mà cái máy trước ấy, mình dùng ấy, ôi là máy mà mình đổi lên kia rồi và mình đổi cái máy đấy xuống đây thì cái máy đấy nó lại chạy liên tục và nó chỉ dừng lại và nó vẫn xanh chứ không phải là dừng lại đỏ như này. Mình sẽ lên mình thử luôn cái máy ở trên nhà. Ok, coi như đây hết nước rồi nha. Mình sẽ đổ cái nước này đi. Mình đổ nước này đi vào. Sẽ lên mình thử cái đây là một lần đấy nha. Mình sẽ thử cái máy ở trên nhà để xem là nó có lỗi hay không. À, các bạn cũng cùng cái máy đấy, cùng model đấy và mình sẽ không cắt video để giữ nha. Ok, trên này có sẵn cái để múc rồi. Thì đây cùng là cái máy đấy, vẫn là cái máy đấy nha. Nhà mình mua hai máy giống nhau. Mình cũng để chế độ lấy nhiều nước nha. Xem tí nữa khi mà nó ngắt ấy, nó có đỏ không. Nếu như nó không đỏ ấy, thì cái máy trên nhà mình sẽ bị lỗi. Còn nếu như nó đỏ giống máy ở bên dưới đấy thì là nó sẽ không bị lỗi. Đó, nó sẽ chảy. Mình đã xem là đến khi nó dừng lại thì nó có đỏ giống như cái trên nhà không nhé. Nếu một lần chảy nó sẽ được một cái bình nước như thế này luôn. Cái này nó có chế độ chảy nhiều nước và ít nước. Một lần lấy nước của nó nếu mà chảy ít thì nó chỉ được một cốc thôi các bạn. Nó tự ngắt. Đây là chảy mãi. Đây là mình muốn nó dừng lại, mình ấn dừng là nó sẽ dừng nhé. Nó sẽ là đầy. Mình sẽ cho nó chảy hết cỡ như ở trên nhà mình xem sao nhé. Khả năng là dưới nhà mình có vấn đề bị lỗi rồi cho nên là nó chảy không được nhiều như ở đây. Ở đây chảy nhiều này. Đó. Ở đây chảy nhiều hơn đúng không? Chứng tỏ là máy ở dưới nhà mình bị lỗi. Đúng không mọi người? Đây là máy Kangaroo lọc, máy lọc nước hydrogen model KG100EED IoT nhá. Đấy, các bạn thấy không? Chứng tỏ là bị lỗi nhá. Đây. Cái này nó chảy đến khi nào mình dừng lại thì thôi này. Đến khi nào mình ấn dừng lại thôi. Còn trên kia là chảy được một ít
như thế này thì lại báo đỏ, nghĩa là hết nước. Đây nó chảy quá nhiều rồi, mình phải dừng nó lại nhá. Chảy quá nhiều rồi. Đấy, dừng nó lại. Đấy, chứng tỏ là trên kia là bị lỗi. Đây mình sẽ lại đi ngược. Mình sẽ lại ngược lên trên đấy nhá. Mình sẽ lại ngược lên trên đấy để mình xem là nó đỏ hay nó đang trạng thái đỏ hay là xanh. Khổ ghê vậy. Tiện thể đặt nước luộc rau luôn. Ok. Đèn báo xanh. Ở xanh mà mình sẽ lấy một cái cốc nước ra để mình thử lấy một ít nước xem nó báo xanh hay đỏ nhé. Chỉ một ít thôi. Thông thường ấy, khi mà nó hết nước rồi thì mình lấy lại lần thứ hai thì nó sẽ đợi một lúc ấy, thì lấy lại lần thứ hai là nó cũng sẽ đây không có nước chảy ra luôn các bạn, không có nước chảy ra luôn. Đây là lỗi rồi, đây máy bị lỗi rồi, máy chắc chắn bị lỗi. Cái này không làm được cái này bây giờ nhá. Rút điện ra. Đây là lỗi không lấy nước vào máy. Bây giờ tại vì mình theo dõi mấy ngày rồi cho nên mình biết. Mình theo dõi mấy ngày, đây chỉ là mình quay lại để test thôi. Bây giờ nhá, để nguyên trạng thái như này không có nước, mình rút ra này. Đây là coi như trong máy là không có nước đâu mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra nhá. Mình rút nguồn ra này. Rút nguồn ra để một tí là nó sẽ rồi, nó tắt đi rồi nhá. Bây giờ mình cắm nguồn lại thì sẽ có nước. Cắm nguồn lại. Đấy, đợi một lúc. Đợi một lúc cho tất cả các chỉ số này nó xanh thì nó sẽ có nước. Đấy, các bạn nghe tiếng nước vào đấy. Bây giờ nước mới vào này. Đấy. Đợi cái này nó xanh một chút thì mới có nước. Máy này bị lỗi chứ không phải là do mình không biết sử dụng hay như nào cả. Rồi, màu xanh. Đây mình sẽ lấy một cốc nước thì sẽ có nước ra luôn đúng không? Đấy, cũng vẫn là tít tít, vẫn cứ là tít tít. Nước chưa kịp vào, chưa kịp lọc. Ok. Nước chưa kịp lọc, đợi một chút đi, đợi khoảng 5 phút sau. 2-3 phút đi. Máy này bị lỗi rồi. Máy chắc chắn bị lỗi. Đây một máy này là lọc hydrogen luxury. Mẫu này mới ra mọi người ạ. Hiện tại đang bán với giá 19 triệu 900 gì đó trên hãng, chính hãng Kangaroo nha. Kangaroo chứ không phải Kangaroo. Rồi. Mình sẽ lấy lại một lần nữa nha. Lại lỗi cho mà xem. Ra nước chậm như thế là dễ bị lỗi. À, đây là được. Như này là được một lần nha. Như này là được một lần. Nhưng lấy nhiều là sẽ mất nước. Chứ không như cái trên nhà nha. Cái này chắc chắn là bị lỗi. Khẳng định luôn với hãng là máy này lỗi. Ok. Theo dõi tiếp sau nha.